Theo thông lệ hàng năm, hành khách đi máy bay về quê ăn Tết sẽ đông từ 23 âm lịch. Thế nhưng năm nay, vừa qua rằm tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất đã nhộn nhịp khách đi lại. Tình trạng xếp hàng ùn ứ chờ làm thủ tục kéo dài. Mời quý khán giả cùng theo dõi những hình ảnh mới nhất tại sân bay. Sau một năm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người dự đoán sân bay sẽ vắng hơn thường lệ. Tuy nhiên, cảnh đông nghẹt tại sân bay khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ sáng đến chiều 22 tháng 1 năm 2022, tại ga đi quốc đội, hàng dài hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục, ký gửi hành lý. Nhiều gia đình có con nhỏ, người cao tuổi tranh thủ đến sớm trước 5 tiếng để phòng kẹt xe, lỡ chuyến. Chưa đến giờ làm thủ tục, hành khách ngồi bệt xuống đất chờ đợi. Hành khách hiện nay có thể vào cửa nhà ga thoải mái, không phải đo thân nhiệt, bắt buộc, rửa tay, sát khuẩn. Một camera đo thân nhiệt được đặt ở cửa vào tại nhà ga. Hành khách trước khi qua khu vực kiểm tra an ninh, bắt buộc phải khai báo di chuyển nội địa. Hành khách ở khu vực dịch cấp 4, khu vực phong tỏa phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Nhiều hành khách cho biết có tâm lý e dè về việc cách ly phòng chống dịch tại địa phương nên cố gắng về quê sớm. Nếu bị cách ly y tế cũng còn kịp sum họp cùng gia đình và thăm hỏi bà con ở quê nhà.